Tôi chụp với bà một cái, tôi biết là tôi vẫn đang để, tôi mới mua là 2.160 đấy. Có bà. Thế có cái này không? Tôi bảo xài hình cũ đi, mai này 160 đấy. Ồ lắm, không hiểu đâu. Tôi cứ bảo mình bị công an bắt thì mẹ buôn bán đi. Không phải cái đầu nào cũng lời này. Mà bố đi mẹ nó gọi tên mình, tên Trang nó cũng bị ngóng hơn. Lớp 2 rồi. Tối hôm qua bà cũng cho tôi một trận. Đây bà tiêu tôi 160 đây này. Tôi phải dành ra 160 tôi dùng như này. Hôm qua bà tiêu tôi mất 5 triệu. Đau ruột. Ông kia cũng bảo bao giờ sửa xong rồi. Đó. Tôi mới mua này mấy bà. Mới mua cái này cho bằng cổ bằng bạn bằng bè. Đó, thế là 160.000 chợ lớn. Bà mẹ ngồi ăn miếng coi. Thèm đi ốc dừa thế nhỉ? Đang thèm mâm ốc dừa. Rồi, đói quá. Mới nhuộm tóc lại ra chân rồi. Trông hơi xến. Trông này hơi xến này. Nó để cái quầy thu nước ra đây không biết để làm gì. Đó, bà Nhung nhà tôi ấy, chùm xến. Không má. Ốc dừa là ốc dừa. Ốc dừa là ốc dừa, ốc dừa ốc gạo. Ốc dừa là con lưỡi đỏ ấy. Người ta gọi là con ốc môi đỏ. Bà quê đâu? Bà quê đâu? Bà ở Xanh Dương, bà quê đâu? Bến Tre, tôi đuổi cổ bà khỏi Bến Tre. Trời ơi, con ốc dừa nó từ Bến Tre đi lên mà bảo con ốc dừa và ốc gạo. Trời ơi, mất gốc. Bến Tre là quê quán cũ vào. Sống và làm việc ở Sài Gòn phải đăng xuất khỏi Bến Tre. Bà đi về Hà Nội bờ đi lại cụ. Trời mẹ thần tiên đi ạ. Cái gì vậy trời, bà người miền Tây mà không có ốc dừa. Con ốc gạo là con ốc mà nó dài dài hơi đắng đắng đấy bà. Trời thần thiên địa. Chắc bà Tết này mình về quê mình ăn ốc dừa đi cho biết nhé. Trời bà thần. Nhưng mà nó ngon.
Em nói chị nghe, những em mà nhảy ốc dừa số 2 thì chưa ai số 1. Mỗi lần em đi nhảy ốc dừa đi mẹ, một cái đĩa chút xíu 350, mắc vãi trưởng luôn. Sao mà một lần em nhảy nhảy 4 đĩa là gọi là thòm thèm đấy, mắc lắm. Có xì rượu nào không mà đãi? Em nói nghe, em mời em mồi nhậu không có rượu thôi nhỉ, khỏe. Nào ra đây. Được mời cái khăn khăn ướt nào. Ngồi đây được chị. Ngồi đây đi. Con đi đâu? Sợ sức đầu à? Mày con kia phải thừa đi mà. Khách người ta không sợ rứt đầu thôi, mày sợ rứt đầu cái gì? Tôi có bầu đầu tư cái này này, tôi chụp cái này cho mấy bà biết là nhà tôi có cái hình mới. Hello em, sao mày ăn uống mình đi lên lầu vậy trời thần? Dưới hết bàn, đấy tôi để đây, chứ các bà biết cái không khí Noel nhà tôi đã về rồi. Mới đầu tư cái tháp này 160. Đêm qua có bài hát cho cô đi vào huyền thoại. Mệnh đúng mệnh em luôn đó chị. Bỏ đây ra. Trời ơi còn trang trí lên nữa mày ơi. U là trời. Lớn. Cái gì sao mặc áo giống cuộn cuộn mẹ? Tổ sư bố chúng mày, mẹ chúng mày mặc áo này sọc đen trắng mấy con đi điên ơi. Bộ đồ này bu hết à. 134 đô, bà mẹ chúng mày. Mày đi bảo em mặc áo giống con mẹ nó. Vớ vẩn. 134 đô. Mầm để cho tôi biết. Dạo này mày không thấy chăm sóc cái bay cũng đầu của tao nhỉ, Phương nhỉ? Trên lầu khách người ta ngồi trên lầu. Mình nói hơi to. Cái gì vậy trời?
một tí mắm tôm thôi. Để chị ăn cái này. Cho chị xin hai cái chun đi, tóc tay lời xòe quá, ăn uống khó chịu. Đêm qua tôi hát bài ca ra cô giáo tôi, cô ruột tôi, các bà có nghe không? Trời ơi. Đầu má đêm qua tôi đang ngủ. Thích thế vậy đó. Cho chúng nó report từ cái này sang cái kia, mình còn có cái khác. Mai chúng nó. Mấy đi buồn cuộc con nó rảnh lắm, mà bà không biết đâu. Nó report mình gấp hay luôn. Mấy chục cái bay. Ừ em có mấy chục cái bay nó report. Nó muốn mình câm. Nhưng mà nó đéo làm gì được. Xong rồi nó report mình để cho mình submit. Con đi sáng. Phương, xử lý con sáng chết đây. Đừng mà sợ con cu thì em sợ. Thấy con cu thì sợ em run. Thấy con cu run chạy mất má ơi. Ê, ê mày thấy thiếu giấy kia mà thấy giấy sạch. Ê, mày lấy nick chính, mày đang cầm nick chính của tao đúng không? Mày đang cầm nick chính của tao đúng không? Mày xây cái livestream đứng đầu cuộc hàm về nick chính đi. Cái pay mà 46.000 hay 184.000 ấy. Tao đang nghìn Noel đấy, mày không biết được mà chăm sóc mấy cái pay bán bún đậu của tao đi. Tóc tai nó ghê quá hiểu không? Mày xoay xoay buộc lại cho đành. Chồng bảo là tóc dài chồng về. Cũng đành chiều. 5 tháng nữa nó về. Mấy người chị ơi, kê các bạn luôn giữ nhà cho chị đi. Giờ này công an nào mà bắt tao. Ra ăn đi chị. Đầu tóc. À đúng rồi, đầu tóc nó xòe xòe cái chị. Buộc vào cho nó đỡ. Bà cứ ngồi vào yên, bà cứ yên vị tại đấy đi rồi tôi ra vào liền. Bớt xinh đi nha. Trời ơi mặt mộc mà xinh dữ vậy trời thần. Tối nay tôi có cái cạ nhậu với cô giáo dạy người mẫu của tôi. Cô có 1m56 thôi. Ngày xưa đọc người mẫu là cô giáo có 1m56. Chiều nay cô bay từ Sài Gòn, là từ Hà Nội vào. Ui dồi ôi, à gì là phần ăn thôi. Ăn đi cho nó có không khí nuôi ăn. Tầm này cô ruột chúng mày á, còn 10 năm thiên thu vĩnh biệt. Chúng mày càng chửi tao hàng ngày thì chúng mày càng nghe tao rủa cô chúng mày hàng đêm. Ban ngày còn đi nhậu còn bán hàng mà hiểu không, đêm mà nhớ chồng. Không có con cu mà ôm thì phải ngồi rủa xả thiên hạ cho nó bớt buồn. Ban ngày em biết rủa lắm nha, nhưng mà càng về đêm em rủa càng hay. Tí phải nghiên cứu ra một cái món gọi là cái món gọi là cân ớt. Mời các con ăn Noel. Mời các cuồn cuộn con ăn Noel. Đó. Hello. Ăn uống gì đâu? Tầm này ăn uống gì đâu? Nó đang bị ẩn comment, tôi không nhìn thấy các bà comment nha. Anh Ngọc có thấy chị không em ơi? Em là bây giờ mỗi một ngày em sẽ mặc cái áo này luôn. Ồ má, chúng nó cứ thấy mình mặc cái áo này mình phát lại mấy cái live stream mặc cái áo này nó bảo mình con đi này đi tù đâu má. Tao nói tao mà đi tù thì cả nhà chúng mày vào hộp ăn chuối này, nhớ anh Yên này. Phương ơi, chuối này là chuối của trai mới lớn, chuối chưa dừ ăn nó gãy răng.
Hôm nay chị em làm ăn ốc om chuối đậu vào cửa buổi trưa hôm nay mà chưa ngon, em xin là chân thành xin lỗi. Chuối này chuối 16 tuổi, cứng, xanh, chưa chín. Ăn mà gãy mẹ cái răng giả rồi. Thông cảm, quán sửa 3 ngày hôm nay bán lại, nó chưa đủ thời gian ninh. Sống thì đâu có phải là sống, mà là nó hơi hơi chưa mềm. Chuối anh Yên mà 60 tuổi ấy thì nó có giá trị lắm. Có mấy cái thằng con cặc nọ vào comment bảo em con này cho không con mềm chơi. Má em bớt điên là ở đời này làm gì có ai cho không. Chào chị Nga Đặng. Các chị bên Facebook chính các chị có comment không vậy? Cho tao mượn điện thoại mày coi Phương. Nó ẩn comment không trả lời được. Tôi để ý là mấy bà xem livestream của tôi toàn thủ dâm. Ôi rồi anh Hùng Lê Việt, anh bảo em là xinh như con chó nhà anh. Úi rồi anh ơi, có nhiều con chó nó giá trị mấy tỷ đấy anh ạ. À. Ư là trời. Chó nó nhiều loại chó. Anh hiểu không? Ăn đĩa lòng chiên. Nhà em lòng nó không có màu. Hôm nay ra quán hơi muộn. Dậy định không gội đầu. Vì ra quán kiểu gì cũng dính mùi mắm tôm. Ăn nhờ chân trương mà không ăn nhiều. Con này cho con này vô tù mới nhớ đời bố mới đi rồi. Bố mày đi tù án treo 9 tháng rồi. Nên là bố mày đâu có ngu như con mẹ chúng mày. Trời ơi, Đinh Hồng Quyền kết hợp với Dương Vật Châu. Úi dồi ôi, to lắm, sướng không chịu nổi. Đinh Hồng Quyền ơi, comment tương tác cho mẹ, mẹ cũng thấy con vui lắm. Mẹ vui với con lắm. Thương con. Trời ơi, các bé ơi. Đêm qua nhớ mẹ chúng mày, tao hát mới có mấy bài thánh ca buồn thôi. Mà chúng mày vô chúng mày táp tao từ tối qua đến giờ. Hát lại nhá, hát lại vài câu này. À, uống ly trà đá. Hồng Quyền ơi, mẹ hát bài này chắc là mẹ con vui này. Bài thánh ca đó còn nhớ không nhỉ? Noel năm nào chúng mình có nhau. Tân ơi con ơi bao nhiêu mắt đó. Thế mà bây giờ bốn mẹ con chúng nó vô tù.
Thế bây giờ đứa nào muốn vô tù với mẹ, lên chửi giống mẹ đi, rồi người ta gô cổ vào. Hà thủ ô nhà chị bán tốt lắm. Nhìn cái bộ đầu của chị, bộ lông của chị đã biết rồi. Đấy. Có nước hoa xịt body không? Nhà em không bán nước hoa. Các anh chị chờ em sau này em đi Mỹ định cư, em nhặt nước hoa về em bán. Bởi vì em cũng không tin bố con thằng nào cả. Vì nước hoa bây giờ thị trường nó giả chết đi mẹ luôn. Úi giời ơi, hôm qua mới xem trên mạng bắt mấy cái cô mà collagen trộn vãi cả lồn. Rồi đủ quá, tao nói không có cái lồng quầy thì rẻ mà tốt cả. Thấy mấy má mà hay làm từ thiện bóp tổng bóp đồ ơ, bữa cơm triệu đô, triệu người triệu mồm ơ. Đấy, khi người ta bắt ra cái gọi là gian hàng trộn này. Đấy, trái tim bao la, hại hàng triệu người, giúp đỡ 10 người vẫn là có phước. Em được cái à, em nó không nói dóc bao giờ. Hồng Lê Việt ơi, mày comment nữa, comment mãi không giải quyết vấn đề gì nhà chị cả. Em được cái xưa giờ á, em sống chung với bọn Atifan nó quen rồi. Mày này năm ngoái cô chúng nó live stream chửi bới ghê lắm mọi người. Mọi người có xem lại Facebook mà ngày này năm ngoái nhắc lại không? Yên tâm là Tết năm nay ấy, là chúng ta có một cái Tết rất là ấm áp, sum vầy bên gia đình. Tết năm nay là chúng ta không bao giờ nghe con ăn ẳng nữa. Ồ má sợ ha. Noel năm ngoái đồ má, tao đang đi nhậu mà tao nghe tiếng nó tao muốn hút hồn. Đồ má nhảy hát quá trời luôn. Tết năm nay mẹ con chúng nó đoàn tụ. Chào Đặng Minh Cúc. Chúng nó cứ bảo đến bao giờ tao đi thay thế. Dì ông xa ngồi đây với em nào. Ngồi đây. Đi Mỹ đâu con cả. Đi đâu? Đi sân bay với ai con đi kia. Tao đốt xác mày bây giờ. Đi với gái chết với tao. Chồng em đó. Trời ơi bà ơi, cuộc tình vàng 12 năm đó. Chưa một lần giao cấu. Bye bye cả nhà. Gầy thế nhỉ, con mua áo đỏ gầy nhỉ. Người đẹp quá. Ê có chồng con chưa? Chắc đéo biết nhậu đâu. Đúng không, chỉ có bọn đéo biết nhậu bụng nó mới phẳng như vậy. Hoặc là bọn ô ga. Chứ cái loại mà nhậu như mình mồm gầu răng cá mập. Thôi, vĩnh biệt mùa hè. Hữu polymer, chị có thể bớt dùng lời lẽ kích khinh biệt cộng đồng mạng được không? Mày tự liệt mày vào cái lũ ngu thì mày thấy tao khinh biệt thôi. Chứ những người thông minh như tao là phải chửi trên đầu trên cổ mấy con đi chó. Mày có thể không xem mà thằng mặt lồn hữu polymer kia mình ngu lồn vậy. Tao thuê mày vào xem mà thằng mặt lồn. Chào chị Mười Lê, chào mọi người. Các chị thấy em nói đúng không? Những cái người ấy mà trí não thì người ta ngồi comment chửi rủa đâu. Chứ mấy cái con chó chết vào comment chửi rủa tao ấy, tao chửi trên đầu thằng cha đi mẹ cho mày luôn. Chứ tao ngồi tao sợ cho mày quá. Tiến Đạt ơi, mới dầu gội đầu. Mới gội đầu mà để tóc xòe xòe nó ám mùi mắm tôm. Về tốn dầu gội. Chào anh Mười Lê. Mấy bà bên Facebook trang trần như kiểu bị thủ dâm ấy. Xem livestream không comment luôn. Có mấy bà bên Tây comment, mấy bà bên Facebook không comment.
đêm qua mất ngủ, hủy kết bạn với 70 người. 70 người mà mình nhìn là đến một năm nay không vào comment Facebook mình hủy mẹ kết bạn luôn. Ai trêu gì mà chửi ghê thế? Thích trời. Đúng rồi, Đức Thịnh Huỳnh. Mất dạy nên mới chửi cái lũ ngu trên mạng. Có dạy thì chúng mày đi tắp lồn người ta không à? Phải mất dạy cơ đó mới vừa chúng mày. Chứ chúng mày vào chúng mày rủ tao 3-4 ngày hôm nay nào. Trang Nemo bị bắt bao giờ đến Trang Khàn? Lâu lắm. Dòng họ chúng mày đâm đầu ô tô chết hết chắc mới đến được tao. Cúc ơi, hôm nay mày đi quay phi quay ở truyền hình HTV à VTV, mày mặc cái quần đen legging đấy mày mua ở đâu đấy? Chị mua cái nào? Em chả có bảo kê, em chẳng có ai bảo kê chống lưng em cả. Nhưng chắc chắn cái não của em không bị như cái con trong tù kia. Em chửi là hoàn toàn chính xác. Shopee à? Thế thôi nghỉ khỏe. Cái gì? Nick cá nhân dạo này bị Facebook giới hạn tương tác. Phải có bạn bè chung thì mới comment được. Anti-fan chỉ hóng thôi không comment được. Chán bỏ mày nghỉ chơi Facebook luôn. Trời ơi, mấy con anti-fan nó rình mò nick mình rồi đéo comment chửi mình được. Mình buồn quá. Chào chị Phạm Thủy. Em được cái nha, là em bị mắc một chứng bệnh, một chứng bệnh tâm thần. Hỗn hào lời lẽ ngông cuồng, không coi ai ra gì. Mày sẽ bị bắt sớm con lợn ạ. Tao cầm tinh con hổ. Tao không hề mập như con đĩ mẹ mày trong tù, nên không thể gọi tao là con lợn được. Chúng mày đừng nghĩ là lịch sử lặp lại. Cả cái xã hội này, cả cái thế giới này chỉ có mặt lồn một con đĩ hừng nắng. Nó đi sủa lung tung mới bị vô tù thôi. Còn người ta vô tù là cướp của giết người, buôn ma túy. Mày sẽ bị triều đình bế đi. Triều đình. Triều đình. T-R. Triều đình. Mày đừng thất học như con đĩ mẹ trong tủ. Trời ơi, sao khách trên kia đông thế? Tập đoàn nhà này mặc cái đồng phục gì mà đông thế này? Melulai. Hai chị. Sao bọn chị mặc áo màu xanh vậy? Em nhớ màu vàng mà. À, các bộ phận khác nhau à? Em toàn quen màu vàng không à? Chào con chị nhé, sao đông thế? Vì hôm trước em đi sinh nhật chúng có mặc màu vàng không à? Melulai. Triều đình. Có đưa đến review quán mình là gì? Quán bé tí, có mấy cái bàn. Dạ, nhà con 5 lầu mấy mẹ. Khổ thật sự mày ạ. Nó đến nó ăn vào tầm 2-3 giờ chiều. Nó bảo quán đến có mấy cái bàn. Em mà nói đến kiểu gọi là cửa hàng với nhà mặt tiền ấy, chắc là cũng đủ để xích nguyên bầy cuồn cuộn con. Nhưng mỗi tội là tiền ăn chặn từ thiện tiêu mãi không hết. Giờ buôn bán thế này thôi, còn không tiêu hết. Thời gian nữa mày sẽ bị bắt. Ui rồi ôi, tao đã bảo rồi, khi nào cả dòng họ thì mày đâm đầu ô tô chết hết thì mới đến lượt tao. Cả đời này này, cả đời này, kiếp này chỉ có cô chúng mày là người phụ nữ quyền lực nhất. Chào chị Thanh, chào anh Thanh Lộc. Bắt tôi đi. Bắt tôi đi. Các người làm gì được tôi, bắt tôi đi. Đúng rồi, tội nguyện rồi đó. Ngày này năm ngoái cũng bắt tôi đi đó. Phùng Luật, con học văn giỏi, làm sao con nói giỏi vậy? Dạ không ạ, con chuyên văn. Nhưng mà con chuyên ngành chửi. Nhớ như in tiếng thất thanh văng vẳng của ngày này năm ngoái. Bắt tôi đi. Các ông có giỏi thì bắt tôi đi. Ngày này năm sau, gần giáp năm rồi. Nhớ cô ghê không? Thật sự không có bà ấy chửi tôi cũng buồn.
Năm ngoái bà tha đến đâu à? Đây mùng 1 Tết bà sủa tiếp. Đủ má làm tao su một năm. Su như một năm. Chán mất đời. Xăm miệng lồn. Lồn là nơi linh thiêng. Lồn là linh vật. Vì ai cũng chui ra từ cái lồn. Lồn lồn. Miệng lồn. U là trời. Ăn miếng đậu hũ đi, các bọn đầu óc báo động. Ăn miếng chuối này. Bên này là chuối làng Yên, bên này là chuối làng Thâm. Định ăn 3 món. Nhưng Nghĩ ăn thấy thôi. Chết mẹ rồi, nãy giờ không uống viên trà giảm cân đi đốt mỡ đi mà em quên. Quên. Ui sao gọi em mà trong con trang phò không. Tổ phò chưa độ. Cũng ước mơ một lần làm phò. Làm đi vì đam mê. Xem cảm giác nó như thế nào. Giống cô chúng mày. Trời ơi, đụng vào người tao toàn ra BD. Đụng người cô chúng mày, đụng một cái rơi ra một container bùi. Thật là vất vả. Mời uống ngay đi. Này, để mà làm phò được là người ta có tổ phò độ. Để làm phò được đầu tiên là phải đẹp. Cái thứ hai phải biết nói lời hoa mỹ. Còn cái mỏ của tao chỉ để chửi thôi. Mày nghĩ cái gu nào mặn thế? Mày nghĩ cái gu ông nào đi chơi phò mà mặn thế? Vừa chơi vừa chửi đi mai ăn phải thăm alone, thăm ăn cạc hả? Úi giời ơi, không có. Tổ phò chưa có đồ. Miệng tao là không thối rồi. Nhà tao lúc nào cũng có bột đánh răng Hàn Quốc. Hoặc là kem đánh răng của Mỹ. Bế phần. Chứ mấy đứa kêu tao là cái miệng lồn. Chắc chúng mày chui ra từ lỗ cống hay từ lỗ đít bò. Trời ơi, ai mà chả sinh ra từ cái lồn. Mà chê tao miệng lồn. U là trời. Bớt bớt đi mấy con đi ơi. Vậy hỏi thằng cha đi mẹ chúng mày xem có chui ra từ cái lồn không. Mày lại bảo tao là miệng lồn. Ồ thật sự. Mà mấy con đi hay chửi câu đó ấy. Vô Facebook chúng nó toàn đi chùa. Đủ mà hay lắm nhỉ. Vô Facebook mấy cái con đó chùm đi chùa hoặc là xe những bài về Phật pháp à, tâm không sinh hận không tham sân si đi mẹ chúng mày. Thà chúng mày cứ chửi con mẹ như tao này cho đỡ đau đầu. Em uống trà giảm cân viên đốt mỡ từ giờ đến Tết. Mà năm nay em định là mua 4 cái áo dài. Một cái áo dài nam khăn nóng. Một chiếc áo dài mão Phượng Hoàng. Gửi vô trong Tây 30 cho chị gái mặc Phượng Hoàng lửa. Chắc trong tù người ta cũng gói bánh chưng không các chị? Có chị nào đã từng đi tù, có anh nào từng đi tù về cho em xin một cái trải nghiệm. Là mình vô tù có cái ngày gói bánh chưng không ạ? Có không nhỉ? Để tối em gọi điện là mời mấy ông anh hay đi phỏng vấn những người ra tù. Em hỏi xem là trong tù người ta có gói bánh chưng không. Em gửi cho cô với cả đồng đội mỗi người một chiếc áo dài thêu rồng phượng cho nó hợp với cái dáng dấp sang trọng xa chế mỡ bụng mỡ tràn não của cô. Rồi cô sẽ hát bài xuân xuân nay xuân đéo về. Đầu má tao thích trêu chúng mày lắm cơ mấy con cuồn con. Cứ vào chỉ tao đi. Chào Thùy Dương Trần. Các bà muốn xả ấy là các bà đêm. Các bà phải canh cái tầm 11 giờ đêm ấy. Tôi đi nhậu về. Đầu má tôi chửi nó mới sung. Mấy con mà lồn này. Cho mày ra đường người ta với mày. Cô. Đấy địp một cái đĩ này nữa. Mày đụng chưa? Mày trượt chân.
em nói chị nghe, cuộc đời ban ngày còn phải đi kiếm cơm, giờ này nhân viên là nó ngồi chốt đơn, em ngồi ăn vài mâm thì em lượn lờ đi đánh cầu lông, nhưng mà thôi ngồi chửi cho nó vui. Giờ này ấy, các con mà chỉ có mua cho mẹ các con mà gọi là ít giấy tiền vàng bạc đốt vào trong đó cho mẹ các con hưởng, chứ mẹ các con tầm này ấy, không nhận được cái gì đâu. Các con nhớ tụng niệm. Đánh cái son màu đỏ cho nó hên. Mấy đứa chửi chị nhá, nhớ này, còn bao nhiêu ngày nữa Tết chả? Hôm nay là ngày 19 âm lịch, 19 tháng 11, tương đương với việc 1 tháng 10, 1 tháng 9 ngày nữa là Tết. Ha, 1 tháng 9 ngày nữa là Tết. Các cuồn cuộn con ơi, có đi làm thì là 1 tháng nữa sẽ nghỉ Tết đấy. Tập trung mà kiếm tiền đi, nỗ lực đi, làm việc hết mình đi, cho chủ cả người ta xúc động. Người ta tặng cho một cái tháng lương. Chứ còn chúng mày vào chửi tao tầm này, Tết năm nay tao ăn Tết to lắm. Năm nay ăn Tết to nha mấy chị. Bởi vì là chúc mừng mẹ chúng nó đi tù. Em sẽ mua 20 chai rượu loại xoang. Em uống từ ngày 26 Tết quán muốn đậu nghỉ, đến ngày 5 Tết quán muốn đậu chuẩn bị mở cửa. Em sẽ uống chúc mừng. Tao nghe Tết đi lê. Có khi booking một bà make up để make up từ ngày 26 Tết đến ngày mùng 5 Tết cho nó đẹp. Đúng với bà. Có được không? Lâu quá mới nghe giọng Trang, mày đéo có bấm like cái page bún đậu cô khàn gì cả. Cái Facebook của tao bị thủ dâm. Cứ một tháng nó mới được mở 2-3 ngày. Địt mẹ có làm gì đâu em. Live stream vậy thôi, nó ngồi report mình ngôn ngữ thù địch. Khóa nick. Nên là nhé Tết đi lê. Mày đi qua mày ạt bấm like page bún đậu cô khàn nhà tao. Hoặc là Trang Khàn Official. Chứ chúng nó report tao sáng đêm mày ơi. Mày làm cái gì mà mày cũng bị report? Mày không live stream, mày đăng hình khiêu dâm mà. Nên là cả nhà nhé, nếu như mà không thấy cái nick Trang Trần có dấu tích xanh live stream, mấy ông mấy bà bấm đi tìm tôi ở cái pay bún đậu cô khàn, hoặc pay kiến lửa, hoặc pay Trang Khàn, hoặc pay Trang Khàn Official, hoặc pay Trang Khàn mỹ phẩm chính hãng, hoặc pay Trang Khàn 102-26 Cống Quỳnh. Tôi sống lay lắt ở những cái pay đấy. Chửi suốt ngày. Mày đéo được xếp vào cái gọi là fan cứng của tao rồi Tết đi lê ạ. Chắc tao phải gặp mày một ngày để nhậu vài lon. Tao đéo làm gì cũng bị mới tức nè. Chắc mày đi comment cặc lờ ở đâu nó mới report mày ngôn ngữ phản cảm. Chứ mày đéo đăng hình kêu dâm con cặc con cu lên Facebook, sao mà bị report? Mấy con mụ này xem live stream ngồi thả tim cái gì, thả cười cười cái gì, chẳng hưởng ứng cái mẹ gì cả, cứ ngồi cười cười. Quán em bán lại rồi mấy bà, sửa xong 3 ngày rồi, 3 ngày nghỉ mất bao nhiêu tiền, lại phải lấy tiền ăn chậm từ thiện ra tiêu. Hôm qua tiêu mất 5 củ, buồn quá. Ta ghét mỗi ngày chỉ tiêu 500 nghìn, mà hôm qua tiêu mất 5 triệu. Rụng hết cả tóc, sáng về ăn Hà Thủ Ô. Bộ đồ tươi con gì nữa, út nhung. Đó, tóc. Mình buộc thế này, xong mình để thế này. Bọn Atifan ngu ngục, nó sẽ chụp hình cái đầu này. Nó đi vào trong bay group Atifan bảo, con đĩ này để tàu đầu như con quỷ. Mấy bà đừng có cười, tôi kể mấy bà nghe. Cuộc đời tôi ấy, là tôi đéo có việc gì làm ngoài chuyện là gây việc cho chúng nó.
mình cứ lâu lâu mình vác cái bụng bia của mình lên trên mạng, mình vén lên, thế là chúng lại chụp lại, chúng nó vào thủ dâm trong group party fan. Thế là chúng bảo mình là con đĩ này bán viên đốt nó bụng, mà bụng to như con trâu. Thế là chúng nó sẽ dành khoảng 2 đến 3 ngày chúng nó chửi xong là ngày mốt mình để đầu bẩn. Thế chúng nó chửi đủ má con đĩ này bán dầu gội mà tiết kiệm như con chó, đéo dám gội đầu đấy. Có nghĩa là em khổ, em rất vất vả trong chuyện là phải nghĩ ra content để chúng nó chửi mình đó. Xong ngày mai ngày mốt là ôm thằng này ôm thằng kia quay live stream, con đĩ này đang cặp thằng này này đổ mã đi lưng lờn đấy. Mình phải sinh ra content cho chúng nó chửi mình. Vì một cuộc đời này tao rất thích những đứa chửi tao mỗi ngày và chửi tao, vì khi chúng mày vào chửi tao mỗi ngày thì chúng mày nghèo hèn mãi. Còn những người ta sử dụng cái đầu ấy xem tao giải trí, người ta xem xong người ta té, người ta quên, cười ngay tại trận trẻ ra vài tuổi. Nhưng mà mấy đứa ngu ngục á, nó sẽ chụp lại xong đi vào group Atifan nó thủ dâm đấy. Cứ mỗi ngày chúng mày dành ra cho tao 1 phút, thế là đi mẹ chúng mày mất bao nhiêu phút giây cho bố mẹ chúng mày rồi, tao rất là vui mừng. Chào anh Nguyễn Sinh. Nên là khi mà gọi là nuôi dưỡng group Atifan là một quyền năng, mình không có nó chửi mình cảm thấy buồn. Đó, thế tóc chưa? Chụp lại đi nào, chửi nào. Rồi, cái mái tóc này thì không thể nào có ai lại được. Đó. Hôm vừa rồi đi phỏng vấn, trả lời phỏng vấn, cái anh MC hỏi mình rằng là sau này phải đi với chồng chứ không đánh bỏ mẹ. Đi phỏng vấn, ông MC ông bảo tôi này, ông hỏi tôi một câu này: Trang có cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày bị người ta chửi không? Mình bảo không, em sẽ cảm thấy mệt mỏi khi mở mắt thức dậy đéo ai chửi mình. Sinh ra là một con người, bất kể ngành nghề nào, kể cả người trong chùa ha. Bởi vì ấy, cuộc đời mà chúng ta không có ai ghét mình là cuộc đời chúng ta vứt con mẹ đi rồi. Phải coi những thứ chúng nó ghét mình, những đứa ghét mình làm động lực để mình giàu hơn chúng nó. Quăng ra một vấn đề để chúng nó chửi mình, cho chúng nó ngồi mổ xẻ mình để chúng nó nghèo mãi mãi. Chào Cường Trần em ơi. Nhiều khi mấy con trợ lý của em bên đây bóng gió ấy, nó hay cắt những cái đoạn clip mà mình chửi lại, nó post lên đủ má nó triệu view, nó vào chửi quá trời. Xem comment khoảng 3-4k comment chửi, mình lại vào trả lời từng cái. Hi, cảm ơn nha, thank you em, mẹ yêu con rất nhiều, thương con. Bởi vì nhá, mình mà không có những clip đấy ấy, là mình sẽ phải mua tương tác. Facebook mà nó có thuật toán là bắt mua tương tác thì chị mới có được cái hiển thị, thì người ta mới xem được chị, người ta mới mua hàng. Thế là mình sử dụng chính chúng nó, là bọn Atifan của mình, nó chính là những đứa sẽ đẩy cái tương tác cho mình. Cứ một comment chửi tương đương với 200 đồng. Chị tính đi, một comment chửi nhá, 200 đồng. Một nút share chửi, 1.500 đồng. Trời, chị phải làm cái đó thì Facebook chị nó cũng tương tác. Nhưng mà mình dùng chính chúng nó, mỡ nó, dán chúng nó. Đấy, nó đốt cho mình rồi. Bằng cách là mình chỉ cần sản sinh ra những clip đập vào móng chó lũ ngu là nó cứ chửi mình thôi. Mình dùng chính cái đó để mình đốt cho cái pay của mình nó cứ hot bình thường. Còn bọn chị là những người thông minh, xem em chửi nó vui thôi. Còn muốn mua gì các chị âm thầm vào mua. Xong chúng bảo em chứ, con đĩ này á, live stream mà không ai mua hàng toàn người ta chửi. Đúng rồi, mới có đĩ ngu. Comment mua hàng bố mới ẩn xuống hết rồi, lại để chúng mày ngồi vào chửi cả khách của tao nữa, địt mẹ chúng mày bị điên à. Nên là pay nhà em chỉ để comment chửi. Đi về nha cô gái. Pay nhà em chỉ để hiển thị comment chửi. Trời ơi, có những người một tháng mua mấy trăm triệu, mấy trăm triệu tiền mắt xem và tương tác á. Còn mình lại được chính chúng nó là người nuôi dưỡng mình. Người ta gọi là sinh ra là người sáng tạo nội dung, sinh ra content. Lâu lâu ban đêm ấy, xuất khẩu thành thơ chửi vài clip đủ má ăn sau triệu view không? May quá, bởi vì đấy là nhận ra rằng xã hội nhiều đứa ngu. Còn những người có cái đầu ấy, người ta theo dõi một sự việc,
Ví dụ người ta có thể coi tôi là con thần kinh, người ta sẽ chỉ xem đến đó và người ta đi ra. Người ta sẽ không hơi đâu người ta đi vào comment chửi lại. Bởi vì biết rằng chửi mình một câu mình chửi lại 10 câu. Coi đau đầu không? Nên là những người thông minh người ta sẽ xem mình chửi. Để người ta một là mẹ con này chửi bậy ghê thế nhỉ. Hai là con này chửi cũng vui thế nhỉ. Ừ thì mẹ sao có nhiều người vô duyên vào chửi con này thế nhỉ. Và sao nó chửi cho nó bảo nó mất dạy. Đầu má cuộc đời sao có nhiều con hâm lồn ghê nhỉ. Nó có chửi con này để con này nó chửi rứt cái đầu trên mạng xã hội. Cái lượng người đấy là rất đông. Người ta sẽ không comment. Nhưng người ta chỉ thả tim, người ta cười cười thôi. Nhưng mà cái bọn ngu nó cực. Có nghĩa có những cái nick ý. Mỗi ngày em phải đếm luôn là hôm nay nó comment bao nhiêu câu chửi mình. Xong mà mình sẽ phong danh hiệu, chụp comment của nó. Hôm nay Trịnh Kim đạt danh hiệu The Best comment chửi. Với số lượng comment 67 comment. Mai là 60 cái đi, mày phải live stream chửi nó liền. Sáng nay mày comment ít vậy, đầu má giống thằng mặt lồn Trịnh Kim đêm qua 1 giờ sáng mới vào chửi. Thằng mặt lồn chắc đi bốc ngạch. Đầu má từ sáng đến đêm nó mới vào chửi một câu. Bực cả mình. Nên là nhá mấy bé, các bé vào chửi chị không bao giờ block. Bởi vì chính các bé là động lực để chị chửi nhiều hơn. Chính các bé là những người giúp cho chị có tương tác pay tốt hơn. Nên chị phải thắp một cái nén nhang thơm và tấm lòng thành dâng cho nải chuối già để chị cảm ơn nó cưng đấy. Yên tâm, 26 âm lịch Tết chị làm một cái mâm cúng cúng dường, cúng âm binh ca tản khuất mặt khuất mày. Và chị sẽ mua một cái màn hình nền Facebook, chị đốt cho các cưng để chị tạ ơn các cưng. Chị yêu các cưng. Trời ơi, chơi mạng xã hội phải vô cùng thông minh. Chứ các cưng này chưa có cửa đâu. No door, biết tiếng Anh không? No door. Ấy giờ này này là nhân viên nhà chị đang bấm đơn. Chị chẳng có nhu cầu chốt đơn. Cỡ 10 phút nữa chị chốt, chốt kèo chị về nhà. Chị sáng tạo vài clip. Mấy bà fan tôi hay cười lắm nha. Bà nào fan tôi bấm số 1 coi. Đúng rồi, em có việc gì làm đâu. Em mới ngủ dậy 11 giờ trưa đấy. Em mà được cái là không có việc gì làm, cứ ăn đi ngủ. Cái kính đẹp mà chú Tuấn Biển, cái kính này có bán nha. Mua cho vợ đeo đi, vợ cận thị chưa? À mà thôi chú ơi, đừng mua kính. Vợ cận thị đừng mua kính. Bởi vì mua kính vợ thay kính, nó nhìn mẹ thấy mình đi với gái, đừng mua. Ông Tuấn Biển tôn con đạo đừng mua. Mua kính thì vợ thay mắt kính cận, nó nhìn ra mình đi gái chết mẹ. Nó cho mình mất sắc ngoài biển chết mẹ, thôi đừng mua. Để cháu còn ra ngoài Côn Đảo cháu về quán Tuấn Biển Côn Đảo cháu ăn uống từ nhậu nhẹt. Ôi giời, Linh Bùi số 1, Chim Hoàng số 1, Thùy Dung Nguyễn số 1. Đấy mấy bà bên official chắc toàn Atifan. Chết mẹ rồi, official không nhìn thấy comment luôn. Đừng mua cho chú Tuấn Biển Côn Đảo. Ba ba em trai ăn trên lầu cho đỡ sức đầu. Chị nói hơi to. Chào Huyền Pha, chào Wereka Playgram, tên đọc khó mồm quá. Wereka Playgram, ôi dồi ôi, nick khó đọc quá em ơi. Đi ra Côn Đảo, các ông các bà muốn ăn cơm ngon giá rẻ, đi hộ gia đình, hộ đồng dâm, hộ ôm môi bê đê chơi với nhau, phải ghé quán Tuấn Biển Côn Đảo. Đúng rồi. Ăn ở đấy nhá, cơm chưa ngon, ăn hải sản tươi ngon, giá rất bình dân. Chủ quán dễ thương, không chặt chém. Sợ Tuấn Biển Côn Đảo. Em mà mười mấy năm đi Côn Đảo là ăn uống nhà nào? Mỗi đấy. Lâu lâu vào tặng cho đĩa rau muống luộc với bao quả chanh. Ui giời. Tôi mà sinh ra mà làm nghề gì nhỉ? Review. Xin là cháo Lucky Trần số 1, ok. Mickey cây cây tôn thất. Ui giời, hello em. Quán em bán lại bình thường thì mấy bà. Tối nay 7 giờ tối ra quán gặp một bà BD đã giải phẫu thành công xinh đẹp, bay từ Dubai về Việt Nam để đi đám ma. Tôi nói với bà nghe nhá, BD sống hơi bị tình nghĩa đấy. Tôi có bà em tối nay này, từ Dubai bay về này, đến quán tôi ăn bún đậu. Ngày mai em bé em tôi bay từ Sài Gòn đi Đà Nẵng đám ma một người em BD chuyển giới. Đó, đi chuyển giới mới đi phơ giải phẫu đấy.
giải phẫu cắt con chim lộn da lộn vô gì đấy, mưng nước mưng mủ rồi không chịu đi bác sĩ, cứ nghĩ rằng là bị mưng nước thế rồi nhiễm trùng máu rồi thì đăng xuất khỏi trái đất đấy, thực thương ghê vậy đó. Nên với bà BD nhà tôi nha, nếu mà đi giải phẫu chim ấy, cuộn con cắt con cu cuộn thành con chim ấy, mấy bà mà tìm bác sĩ cho tử tế đàng hoàng không nhắn tin cho tôi, tôi chỉ nơi tử tế đàng hoàng cho mà làm, còn không thì đừng có đi cắt con chim cắt con cu làm cái gì lộn nhiễm trùng và đăng xuất đấy. Cái đấy không phải đơn giản đâu, làm cái vú thì nó đã khó là đau rồi, nhưng mà cái tỷ lệ bị nhiễm trùng vú nó rất là thấp, bởi vì nó trên này, còn cái phần ở dưới con cu á nó bị dính vào đường nước tiểu, mà tiểu là ngày nào cũng phải tiểu, nên chính vì dính nước tiểu nó mới dễ bị nhiễm trùng, là phải đi làm ở cái bác sĩ có kỹ thuật cao tốt, rồi người ta có cái gọi là kỹ năng, rồi những cái dung dịch của người ta cái chỉ cho mình làm sao vừa đẹp vừa xinh, khổ ghê, đang xuất khỏi trái đất. Thôi coi như một kiếp người ngắn ngủi, đi về với Phật rồi nghe kinh giảng pháp rồi đầu thai thành con gái. Trời ơi, không, tôi không vui tính thì ai vui tính đấy. Còn giang hồ giang hán Sài Gòn nào muốn tìm đánh tôi chém tôi thì đấy, canh tôi ra quán mà đúng cho nó mệt. Tôi cũng sợ mấy ông mấy bà lắm. Đi về đây, đi về đi đón con. Chào anh Minh Tuấn nhá. Đang ở cái giai đoạn tóc còn như mấy cái sợi lông gà đây này, vẩy. Bye bye nha, tôi sang chụp hình với hai bà khách nhà tôi, xinh lắm. Ăn mẹ xong rồi mới sang chụp, chán ghê. Bye bye nha.